Bố, đây có cần người làm việc không? Có. Thế làm được bây giờ chưa? Có. Làm thì
chiều ra làm xong chú một chú có đất đi. Gọi là thích thích thụ đi, thích thích làm tí. Đấy, gặp tí đến, thích thích đến. Đây là đâu? Cháu này vừa nấu mà không thấy người đâu vậy, vẫn nóng mà. Không biết là nó đi đâu rồi, tìm không thấy. Đi lạc đường ở chỗ nào rồi? Đi, đi trên này. Con ơi! Con ơi! Đâu rồi? Đâu rồi? Ơ! Ơ!
cái thú. Ôi giời. Ngân ơi, Ngân ơi, Ngân về rồi. Còn đầy cháo này mà ngon ngon thế này.
Thôi đây bà ơi. Cháu lấy đồ thuốc lên cho bà. Chắc là đi xa quá, đi tìm mệt quá đúng không? Đi lên dốc trời mưa nữa, khó thở. Mấy ngày rồi, không ăn rồi, nữa. Mệt rồi. Bà có về được không? Cái không phải ba của mình à? Đúng rồi. Ba ơi. Ba. Ngân. Ba. Con đi đâu mà bây giờ mới lớn. Đi mấy ngày mà nó không thấy. Bà cũng nhìn cơm tìm con đây. Thế là nhìn về thôi. Thôi thế gặp nhau mừng quá rồi, thế hai bà cháu về nhà thôi nhá. Ừ, cảm ơn các cháu nha. Ừ, về nhá. Thế thì thế rồi, bà yên tâm rồi. Chào các chú nhá. Ơi, nha, bà cháu về nhá. Thế thì bà cảm ơn nhá. Thôi, mình về đi. Hai bà cháu về nhá. Cảm ơn các cháu nha. Hai bà cháu về nhá. Cháu về nhá. Bà ra kia bà lấy đây, đây ở dưới này nè. Cái này có nhiều.
Được rồi. Nó dồn vào đây cho bà. Lấy đi. Rồi, bà. Rồi, bà ơi, rồi rồi. Ừ. Nó đây. Bà có bỏ đây. Để cân cân. Còn ở đâu nữa? Nằm không? Đi rồi. Đi chưa? Nếu có đủ đủ nó đang. Bà bỏ hộ con để con đi lấy khu ra nhé. Ừ. Con lấy dây cho bà. Này à bà. Được thì muốn bó thôi. Bà hậu con mới vui lên rồi. Rồi, bà ở nhà nấu cơm nhé. Con đi bán rồi con về nhé. Ừ, đi bán đi. Chào bà.
đoán rồi. Nó đâu có về nó cây. Mày hoàn đó. Thank you.
nhiều không? Trong cái lúc này
thân. Khỏe chưa mà ra đây? Ơ, Ngân, khỏe chưa mà ra đây? Em khỏe rồi. Em không khỏe được đâu. Em đang làm gì vậy? Em đang chơi. Anh ở đây sao không một máy thế này, anh không sợ à? Không, anh ở quen rồi. À. Lâu lâu anh lại ra chỗ khác ở thôi. À. Thôi ngồi ăn bánh đi. Ok. Bánh cơm nó, bánh cá tí nữa con cá nó sốc mỡ. Nên ăn đi. Thôi. Sao mà anh cứu em à? Ừ, đúng rồi, anh cứu Ngân nè. Sao sao anh không gọi âm ra ừ? Nó để Ngân ngủ. Đi qua Ngân ngủ, anh thấy Ngân ngủ hoa, anh cho Ngân ngủ một lúc. À. À, thế anh không à? Anh không đói à? Em ở đây em ăn cháo á. Cái đấy anh nấu cho Ngân mà. À. Đi, anh đi ở với em nhé, ở đây nguy hiểm lắm. Để anh suy nghĩ ra. Thôi mấy... đi đi. Xong rồi mấy cô mấy khách trả lời Ngân. Thôi đi đi nha, đi. Thôi đi. Để anh suy nghĩ ra Ngân. Thôi đi, thôi đi luôn đi. Em mới nhảy ra thôi, đi. Thôi, anh không đi đâu. Đi. Để anh suy nghĩ mấy hôm nữa. Thôi đi. Nhưng mà để anh suy nghĩ mấy hôm nữa, Ngân đi về đi nhá. Vâng. Buồn quá. Ngân về cẩn thận nha. Vâng. Thank you.
thế thế thôi. Không có đâu, đi tìm cái khác đi. Ờ, không có này, quay đi. Nhiệt quá, nghỉ nghỉ đó. Rồi, đi thôi Nam ơi. Đi xem mấy có măng không thì tí nắng. Thank you.
Nó không đi xuống. Dạ em không lấy được. Đến ba đạp có được không? Nào chén ba nè, xem có lấy được không, có lấy lắm này, của này này. Nặng quá, rồi anh em kiếm nha. Ô, bà nói nó.
tiền cũ. Mấy nghìn đúng với chỗ ông nha. Bà đi lấy ra. Ui. Đi bắt khúc cả mưa. Bóc thì dồn mang lại lên đây. Để ba bóc. Người ta bóc nhìn chứ. Nè. Xin ba bóc này. Thank you.
cái này lấy cái nón đi hết rồi còn nữa. Được rồi, đi rồi. Được một vui này thôi. Thế cháu vui nha, năm vui nha. Đấy. Khát nước thì lấy nước uống. Đi. Đi từ từ. Nè. Ôi, có sao không? Có nấu không? Ôi trời ơi, bà ơi. Đi cẩn thận. Thank you.
không biết gì ai lấy cái cá nhỏ thôi. Thế thì là hai bán được hết rồi. Bán này phải to lắm. Bỏ vào cái gì đó. Thì bà làm nốt lắm. Con cứ ăn đi. Thế bà ăn à? Bà kia ăn to lắm này. Bái bà nghỉ tay em đi bà. Ăn trước bà đi, bà nốt chỗ này đã. Đang nghỉ tay. Năm đi hái vải đâu mà nhiều thế? Em hái vải ở bàn bó. Ở đấy nha, rất nhiều quả luôn á. Em còn thấy một cái chùm ở bên kia to, quả to lắm luôn á. Ngon lắm. Biết ngay là cái quả này còn đẹp. Bà bà con cho bà lại bà. Rồi, miếng to quá, làm hai miếng đi. Làm ăn một miếng nữa. Thôi, rồi. Có ngon không bà? Ngon. Còn ngon tuyệt vời luôn á. Ăn trước bà cũng ăn.